Tính đến nay, toàn tỉnh có 103 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên của 60 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác. Bình Dương phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất khoảng 240 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 10% sản phẩm đạt từ 4 sao trở lên. Riêng năm 2023, phấn đấu ít nhất có 23 sản phẩm OCOP trên địa bàn các xã đăng ký và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, củng cố và nâng cấp ít nhất 50 sản phẩm OCOP đã được đánh giá phân hạng.